Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 497.000 ha rừng, trong đó có hơn 413.000 ha rừng tự nhiên và hơn 83.000 ha rừng trồng. Để tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ rừng trên địa bàn chủ động các phương án phòng cháy chữa cháy rừng phù hợp để hạn chế thấp nhất cháy rừng có thể xảy ra. Khi xảy ra cháy rừng, cần huy động lực lượng đủ mạnh nhằm chữa cháy kịp thời, không để cháy lớn kéo dài gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.